16 giờ chiều, ngày 22 tháng 2, khi phóng viên báo Lao động và Xã hội có mặt tại trụ sở đội thanh tra giao thông vận tải Thanh Trì để liên hệ làm việc. Nhưng bất ngờ thay, các phòng ban ở đây, điện đã tắt, cửa phòng xử lý vi phạm cũng đã đóng, không có nhân viên trực hay làm việc tại đây. Tất cả đều trống vắng như thế này. Đối diện đó, phòng của đội trưởng Lê Minh Quốc cũng tương tự, không một bóng người trong phòng. Mặc dù phía ngoài của đội có treo biển, lịch tiếp công dân có ghi rất rõ ràng. 1. Tiếp nhận đơn thư trong giờ hành chính các ngày trong tuần, trừ thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ. 2. Chỉ huy đội tiếp công dân thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, thời gian sáng từ 8:30 đến 11 giờ. 3. Giải quyết vi phạm hành chính thứ 3 và thứ 6 hàng tuần, thời gian từ 8:30 đến 11 giờ. Nhưng không hiểu vì lý do gì, các phòng ban của đội thanh tra giao thông vận tải Thanh Trì lại cửa đóng then cài như thế này. Để có cái nhìn khách quan về vấn đề nêu trên, phóng viên báo Lao động và Xã hội đã liên hệ với ông Lê Minh Quốc, đội trưởng đội thanh tra giao thông vận tải Thanh Trì. Theo ông Quốc thì do các anh em đang đi chốt ngoài đường, khi phóng viên trao đổi về việc vẫn có hai người mặc đồng phục của thanh tra giao thông vận tải đang nằm ở phòng bảo vệ, thì ông Quốc vẫn khăng khăng, không có anh em thanh tra nào nằm ở đó giờ này. Trước đó, trong công điện ban hành đầu năm, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh thành trung ương, ngay sau kỳ nghỉ Tết, khẩn trương thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. Các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính, kỷ luật lao động, không tổ chức du xuân, liên hoan sa đà, lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Lãnh đạo các bộ, cơ quan, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công. Cán bộ, công chức được yêu cầu không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ nêu trên. Vậy tại sao một cơ quan với yêu cầu kỷ cương cao như Thanh tra Giao thông Vận tải Thanh Trì lại có hiện tượng nêu trên? Báo Lao động và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin về vấn đề này.